Bệnh nhân được ghép phổi là một nam giới 17 tuổi ở tỉnh Ninh Bình bị mắc bệnh mô bào ở phổi giai đoạn cuối. Thời gian sống chỉ tính bằng ngày. Ghép phổi là biện pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân. Ca ghép phổi được thực hiện vào ngày 12 tháng 12 năm 2018 từ người hiến tạng là một nam giới 40 tuổi bị chết não do phình vỡ mạch não. Theo nguyện vọng của người hiến và gia đình, các bác sĩ đang ngay lập tức thực hiện lấy tạng và hai lá phổi để ghép cho bệnh nhân. Quá trình phẫu thuật và ghép phổi diễn ra trong 14 tiếng đồng hồ. Đến nay, sau 12 ngày ghép, sức khỏe bệnh nhân đã bước đầu ổn định, bệnh nhân tỉnh táo và đã tự thở được một phần. Các thông số liên quan đến phổi ghép đều tiến triển tốt. Tuy nhiên, việc ăn uống sẽ vẫn hạn chế và phải ăn qua đường sông. Các bác sĩ cũng cho biết, ghép phổi là một trong những kỹ thuật ghép rất khó, bệnh nhân rất dễ nhiễm trùng nên việc chăm sóc hậu phẫu đòi hỏi cao và phải cách ly vô trùng tuyệt đối. Dự kiến bệnh nhân sẽ được ra viện trong vòng từ 2 đến 3 tháng tới. Ngoài hai lá phổi ghép cho bệnh nhân 17 tuổi, thì tim, gan và hai quả thận của người hiến cũng được các bác sĩ thực hiện thành công trên 4 bệnh nhân khác, trong đó có bệnh nhi ghép thận ở thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, ca ghép phổi thành công này sẽ là ca đầu tiên được thực hiện thành công do các bác sĩ Việt Nam.